Xin chào các bạn, in ấn báo cáo là một phần mà nhiều bạn thường hay phải làm. Tuy nhiên thì mình dám cá là không phải bạn nào cũng biết cách in ấn báo cáo một cách đẹp đẽ. Và trong bài giảng ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách in ấn báo cáo một cách chuyên nghiệp để gây ấn tượng với sếp. Đầu tiên để in ấn báo cáo, bạn phải xác định được đâu là dữ liệu mà bạn muốn in ấn. Giả sử mình có một bộ dữ liệu nằm trong sheet dữ liệu. Đây là dữ liệu mà mình muốn in ấn. Bây giờ thì mình sẽ vào một số cài đặt ở trong phần in ấn, page layout này, uh, lựa chọn uh, orientation tức là in theo chiều dọc hay là in theo chiều ngang. ở đây mình sẽ chọn theo chiều dọc. OK, mình chọn sai A4, để in được thì bạn nhấn phím Ctrl P hoặc bạn vào File, Print. Bây giờ thì mình sẽ xem trước kết quả của việc in này. thì bạn sẽ dễ dàng nhìn thấy có rất là nhiều trang giấy chỉ hiển thị một phần của dữ liệu, do báo cáo của chúng ta chưa được định dạng lại bây giờ thì mình sẽ giúp cho các bạn định dạng lại phần in ấn để chúng ta sẽ không còn gặp phải những trường hợp như thế này nữa quay ngược trở lại này trong phần scale to fit lưu ý hai điểm đầu tiên là độ rộng là đây và thứ hai là độ cao là đây từ trên xuống dưới và từ trái sang phải bây giờ thay vì lựa chọn automatic tức là để excel tự lựa chọn thì mình sẽ lựa chọn là một trang tức có nghĩa mình muốn nói với excel tôi chỉ muốn in ấn toàn bộ phần dữ liệu này nằm trong một trang mà tính theo chiều rộng. Bây giờ mình sẽ kiểm tra lại. Nhấn Ctrl P. Và các bạn đã nhìn thấy dữ liệu của chúng ta đã nằm gọn gàng ở trong hai trang giấy rồi. Nhấn Escape để thoát ra này. Bây giờ nếu mà mình lựa chọn tiếp là theo chiều cao cũng trong một trang thì kết quả sẽ là thế nào? Ctrl P. Và đây là kết quả. Thì các bạn có thể dễ dàng nhận thấy là đã xuất hiện một phần khoảng trắng nằm ở đây do chúng ta đang cố gắng là đưa cả chiều rộng này và chiều cao này nằm trong cùng một trang giấy thông thường thì khi in báo cáo thì mình sẽ chỉ lựa chọn là chiều rộng này nằm trong một trang giấy còn chiều cao này thì mình sẽ để là automatic một điểm thú vị nữa khi in là đôi khi các bạn không cần phải in toàn bộ ở dữ liệu này mà chỉ cần in một vùng dữ liệu như thế này thôi thì các bạn cần phải làm như thế nào chẳng lẽ bây giờ lại cần chẳng lẽ bây giờ lại copy toàn bộ dữ liệu cần in này sang một sheet khác và sau đó thì in cái sheet đấy thì Excel đã cung cấp cho chúng ta một công cụ có thể in một cách thông minh hơn là uh, Print Area, click vào đây và set Print Area. Sau khi đã set thành công rồi thì các bạn Ctrl P để kiểm tra lại là vùng dữ liệu sẽ như thế nào nhé.